mọi người. Em đứng hẳn lên đây, hai em cứ hai em đứng mọi người thẳng. Phải đứng thẳng lên bình thường. Hai đứa đứng đứng thẳng hai cô xuống nước, hai cô xuống nước bình thường. Wow, trời. Mát. Tí về còn tắm cơ mà. Đây. 1 2. Ok. Rất nhiều sông nước. Lại cứ đi dọc cái bờ này thôi. Đây cảnh đẹp nha. Để em anh ạ. Em có biết là nơi đây là nếu như, nếu không có cái đập kia đấy thì nó không ăn đôi bờ này đâu. Bây giờ là bảo hai hai em là nghịch nước xong bắt đầu chụp cơ. Thế cứ đứng giản ra ngoài kia. Sợ xem có nước không sôi đâu. Nếu mà có cây cối kia thì không không nước không sôi. Đấy em ơi, té